Trong những ngày qua, tại địa bàn huyện Krông Búc có nhiều trận mưa lớn, nên các con đường đất đỏ tại huyện Krông Búc trở nên lầy lội, khó đi. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ công an của huyện Krông Búc đã nghĩ ra cách dùng chính chiếc xe máy cày của bà con trong buôn để vừa tiếp tế lương thực, vừa tuyên truyền, vận động bà con không ra khỏi nhà, không tụ tập đông người. Chiếc xe này không những giúp dễ di chuyển hơn mà chở cũng được rất nhiều nhu yếu phẩm. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngồi trên xe máy cày, dùng loa di động để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa đem nhu yếu phẩm phát tận tay người dân đang bị phong tỏa, khiến nhiều người dân cảm thấy gần gũi, lại vừa đậm nét Tây Nguyên. Sau khi tuyên truyền, tín hiệu vui là không còn tình trạng bà con tự ý ra khỏi nhà hay qua nhà hàng xóm để thăm hỏi như trước. Không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm, các chiến sĩ công an còn hỗ trợ rau củ, trái cây và giúp bà con buôn làng chăm sóc gia súc trong thời gian phong tỏa. Trong những ngày qua, lực lượng công an huyện Krông Búc đã tổ chức trực chiến 100% quân số và bố trí lực lượng xuống hai địa bàn phức tạp nhất về dịch COVID-19 là xã Cư Né và Cư Cơ Bô để hỗ trợ địa phương thành lập các chốt phong tỏa, kiểm tra người dân ra vào khu vực. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.